Xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, Mỹ Hạnh hiện đang có mặt tại bờ sông Danh của Quảng Bình. Chương trình Quảng Bình điểm đến ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chương trình trải nghiệm cuộc sống cũng như cảnh đẹp của đôi bờ sông Danh. Trước hết thì chúng ta sẽ gặp gỡ lại một người bạn thân quen của chương trình Quảng Bình điểm đến. Chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Quảng Bình điểm đến. Còn bây giờ mời Mỹ Hạnh lên thuyền để chúng ta bắt đầu cuộc hành trình. Đi thôi. Dài khoảng 160 km, bắt nguồn từ đỉnh Cô Pi, núi Hoành Sơn và được hợp lưu bởi những dòng chảy khởi nguồn từ dãy Trường Sơn hùng vĩ. Sông Danh còn được phù lưu hữu ngàn là sông Trót, sông Son đổ về rồi chảy ra biển. Sông Danh còn có tên là Đài Linh Giang, là dòng sông chảy trên địa phận tỉnh Quảng Bình, đi qua nhiều làng mạc, qua nhiều danh thắng của các huyện Minh Hóa, Tuyên Hóa, Quảng Trạch. Sông Danh từng là giới tuyến chia cắt đất nước thành hai miền đằng trong và đằng ngoài. Dấu ấn lịch sử 300 năm trình Nguyễn phân tranh đâu đó vẫn còn hiện hữu trong đời sống văn hóa của mỗi làng quê ở ven bờ. Dòng sông Danh với nguồn nước mang ba vị thuần khiết: ngọt ở thượng lưu, vị lợ và mặn ở hạ nguồn, đã góp phần định hình nên miền đất danh thắng và văn hóa đặc sắc ở vùng phía Bắc Quảng Bình. Khúc sông Danh chảy qua các làng Phù Hóa, Cảnh Hóa thuộc hai huyện Quảng Trạch và Tuyên Hóa dài chừng 5 km. Đây là vùng giao thoa giữa nước lợ và nước ngọt. Hàng năm, vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 âm lịch, sau những cơn mưa dông, nước ngọt đầu nguồn đổ về, gặp nước lợ từ dưới cửa biển dâng lên. Không gian khoáng đạt, hai dòng trai tráng và nữ nhi ấy chảy hòa vào nhau, nồng nhiệt như một cuộc hoa lạc vĩ đại của nước, để rồi sinh ra hàng triệu con hến bé nhỏ mà người dân địa phương còn gọi là chắt chắt. Mỗi khi vào vụ, người dân hai bờ sông Danh lại dầm mình trong làn nước để cào về những con hến nhỏ, và từ đây chắt chắt sông Danh theo thương lái đến chờ gần chờ xa. Xin giới thiệu với Hạnh, đây là vợ chồng anh Hợi, người con của sông Danh này. Em chào anh Hợi. Cái này mình thấy là ở đôi bờ thì núi này, ở giữa là nước này. Vậy thì người dân ở mình, người ta sống bằng nghề gì? Bà con dọc vùng sông Danh này thì mỗi năm thường có hai vụ lúa chính. Ngoài ra thì bà con cũng có một số nghề phụ khác như là nghề đánh bắt tôm cá. Và những năm gần đây thì nghề cao chặt chặt cũng là một cái nguồn thu đáng kể. Và theo mình nghĩ thì chặt chặt cũng có là một cái món mà tạo hóa đã ban tặng cho cái sông Danh này. Và mình có thể đảm bảo với Hành rằng là bất kỳ ai mà đã thưởng thức cái món chặt chặt này thì sẽ không bao giờ quên được cái hương vị độc đáo của nó đâu. Mình đã ăn món chắt chắt nhiều lần rồi. Nhưng mà hôm nay mình sẽ được đi cao chắt chắt chứ. Vâng, chúng ta đang xuôi dòng Danh để đi cao chắt chắt đấy. Thật là thú vị đấy. Thiên nhiên đã ban tặng cho miền sông Danh những con hến nhỏ. Mỗi năm một vụ, hến đã mang nguồn thu đến cho người dân đôi bờ. Nghề cào hến của người dân vùng Cảnh Hóa, Phù Hóa có từ khi món chắt chắt có mặt trong các bữa ăn hàng ngày của họ. Ban đầu, mò hến để phục vụ thực phẩm từ cung cho gia đình. Rồi vì ngọt mát của những chú hến đã trở thành món ngon của nhiều người và trở thành sản phẩm hàng hóa mang thương hiệu vùng sông Danh. Trên mặt sông yên ả, những người cào chắt chắt lặng lẽ và cần mẫn với công việc quen thuộc. Một mẻ cào mang nặng mồ hôi và sự nhọc nhằn của người dân miền sông nước. Những chú chắt chắt lẫn trong cát, lẫn trong đá được sàng sẩy rồi đổ lên thúng. Mẻ này đến mẻ khác, người đi thu hoạch chắt chắt ngâm mình trong nước, phơi lưng dưới trời, hến từ đáy sông, lứa nọ rồi lứa kia theo thủy triều lên rồi lại xuống, sinh trôi nảy nở như một nguồn tài nguyên bất tận. Bình quân là bao nhiêu chị? Bình quân là từ ngày
như là chắc là từ lúc lúc nhỏ biết nghe, từ lúc lúc nhỏ là bà mẹ truyền lại hay là cho đó nghe ông bà truyền lại đó, truyền lại. Thưa quý vị và các bạn, sau một hồi trầm mình xuống nước, xúc cao sang thì với sự giúp đỡ nhiệt tình của vợ chồng anh Hời thì Mỹ Hạnh và Trung Kiên đã có một thành quả như thế này. Cái này bây giờ thì Hạnh rất muốn thưởng thức cái món chát chát này. Vâng, thì về chúng ta cũng vào nhà của anh Hời để cùng chế biến và thưởng thức cái món chát chát đặc biệt đó. Chúng ta sẽ chế biến món gì nhỉ? Món sao, rồi có khả năng là phải nấu cháo nha. Chúng tôi theo chân vợ chồng anh Hời trở về làng, một ngôi làng nhỏ ở xã Cảnh Hóa. Cũng như bao miền quê của vùng non nước sông Danh, Cảnh Hóa là miền đất bình yên với đời sống thôn quê dung dị. Vẫn là khung cảnh của những ngôi làng thân thương, cuộc sống của người dân miền sông Danh thanh bình, trầm rãi với nhịp sống đều đặn. Sáng cào chắc chắc, chiều quang gánh lên chợ. Mỗi năm hai vụ lúa, ngô, lạc. Cuộc sống giản dị ấy đã nuôi lớn hàng bao con người của miền đất khoa bảng hiếu học. Chúng tôi được gia đình anh Hời và bà con xã Cảnh Hóa chào đón hồ hởi nhiệt tình. Một bữa cơm quê với món chát chát được chế biến theo phong cách của người vùng sông Danh đã sẵn sàng. Sau một hồi hiệu thì bây giờ chúng tôi đã có được nguyên liệu để chế biến những món ăn ngon. Chát chát được rửa thật kỹ, để ráo, đun nước thật sôi mới thả vào, bỏ ít hạt muối, dùng bó đũa đánh nhiều lần để vỏ chát chát nở ra, mặt rời vỏ, sau đó đem đi đãi. Nước chát chát sau khi nấu xong có thể làm nước dùng. Chát chát còn được xào với mịt non hay chế biến làm món xào sả ớt. Chát chát có thể dùng để nấu canh rau tập tàng và đặc biệt món cháo chát chát nấu với gạo lúc húp là món ăn mang phong cách rất riêng của vùng sông Danh Quảng Bình. Thơm quá, đây là thành quả của chúng ta nãy giờ, mời Hạnh thưởng thức đấy. Rất thơm. Cháu với ông cùng ăn với cháu. Cái này là phải phải bẻ bánh tráng. À đúng. Phải bẻ bánh tráng ăn. Rồi, cái này xúc một miếng bánh tráng. Đấy. Thôi, quay. Ngon. Anh có thể thấy cảm giác được cái vị bùi của cái bánh tráng và là vị béo của chát chát và một vị ngọt lìm từ cái nửa chát chát. Quyện lại với thêm một ít cái nông của cái là lốt, tất cả quyện lại tạo thành một cái hương vị rất đặc trưng của chát chát sông Danh đấy. Đúng. Quả thật rất là ngon. Và đây không phải là lần đầu tiên thầy ăn chát chát. Nhưng mà thưởng thức món ăn ở đây thì cảm giác rất là lạ. Có cái gì đó rất là lạ. Và có lẽ là do mình được trải nghiệm cuộc sống ở đây, rồi là được từ tay mình xúc chắc chắc, rồi là từ tay mình chế biến lên những món ăn, cho nên mới có những cái nét đặc biệt như vậy. Một lần thưởng thức món chắc chắc sông Danh, bạn sẽ muốn có lần thứ hai, thứ ba. Chắc chắc sông Danh được sản sinh từ nguồn nước ngọt lành. Vì ngọt đậm đà của món chắc chắc được chế biến dân dã mà mang đậm hồn quê. Thưởng thức món ăn chát chát của người sông Danh để hiểu hơn về cuộc sống của vùng non nước Đài Linh Giang, gần hơn với những con người miền đất in đậm dấu ấn văn hóa Bắc Quảng Bình. Còn bây giờ thì đã đến lúc tạm biệt mảnh đất sông Danh. Mỹ Hạnh đã có những kỷ niệm rất đẹp về con người cũng như món chát chát rất là ngon. Cảm ơn Trung Kiên đã dành cho Mỹ Hạnh những trải nghiệm rất là thú vị. Vâng, sông Danh với những thắng cảnh đẹp, với những điểm văn hóa độc đáo sẽ chào đón Mỹ Hạnh cũng như tất cả những ai yêu du lịch khám phá trải nghiệm. Các bạn hãy đến với sông Danh, đến với mảnh đất nhiều cảnh đẹp cũng như là món chát chát dân dã mang đậm hồn quê. Và bây giờ là xin chào Mỹ Hạnh cũng như chào tất cả quý vị các bạn đang theo dõi chương trình Quảng Bình Điểm Đến. Cảm ơn Trung Kiên và chào Trung Kiên.